Mở đầu trong phần tin thế giới là bản tin đến từ Na Uy cho hay có 43 người khách nhiễm COVID-19 trên chiếc du thuyền. Có ít nhất là 43 trong gần 180 hành khách trên chiếc du thuyền MS Ro Amundsen ở Na Uy đã bị nhiễm COVID-19 sau một hành trình 6 ngày ở trên biển. Giới chức của thành phố Trondheim trong ngày hôm nay báo cáo hai trường hợp dương tính trên du thuyền MS Ro Amundsen, gồm một người đàn ông ngoài 70 tuổi có triệu chứng nhẹ và một em bé dưới 10 tuổi không có triệu chứng, nâng tổng số hành khách nhiễm COVID-19 lên con số 43 người. Hành khách thứ ba trên du thuyền ở thành phố này đã được xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Trong khi đó, thì 41 hành khách nhiễm COVID-19 còn lại của con tàu ở thành phố Tromsø, nơi du thuyền neo đậu đã được nhập viện. Theo công ty quản lý Hurtigruten, thì con tàu MS Ro Amundsen đã khởi hành từ ngày 25 tháng 7 ở đảo Svalbard đến Tromsø. Không có một hành khách nào báo cáo triệu chứng liên quan đến COVID-19 trong suốt cuộc hành trình. Tuy nhiên, sau khi cập cảng Tromsø trong ngày 31 tháng 7, thì 4 thủy thủ xét nghiệm dương tính với COVID-19. Toàn bộ hành khách đã rời khỏi tàu và đã được cách ly tại Tromsø. Còn thủy thủ đoàn được cách ly ở trên khoang. Trong số 158 thủy thủ thì hiện nay ít nhất là 36 người nhiễm COVID-19. Ổ dịch bùng phát trên con tàu đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn của các du thuyền trong đại dịch. Nhiều người lo ngại về nguy cơ bùng phát các ổ dịch khác vì một số hành khách đã rời tàu khi nó cập cảng ở dọc theo hành trình. Nguyên nhân dẫn tới ổ dịch trên du thuyền MS Ro Amundsen chưa được xác định, nhưng hãng thông tấn NTB ước tính có thể tất cả 69 thành phố của Na Uy đã bị ảnh hưởng. Chủ sở hữu của du thuyền trong ngày 30 tháng 8 thông báo hủy bỏ toàn bộ các hành trình dự kiến trong tương lai. Trong khi đó, thì Na Uy tuyên bố đóng tất cả các hải cảng với các du thuyền trong vòng 2 tuần lễ. Đây không phải là lần đầu tiên mà COVID-19 bùng phát trên một du thuyền. Trước khi con tàu MS Ro Amundsen, thì còn có những du thuyền như là Ruby Princess và Diamond Princess cũng từng là nạn nhân của đại dịch COVID-19.